lên đem mấy cái cây xuống. Đi đi đi. Thôi ghê quá con. Mưa đá bắn vô nhà này bà con ơi, lần đầu tiên trong đời thấy mưa đá đó, mưa đá bắn vô nhà đó, thấy chưa? Sài Gòn đang có mưa đá, có một năm rất là kinh hoàng, vừa dịch Covid vừa mưa đá này, không biết có tin báo gì nữa đây đó. Lần đầu tiên trong đời thấy mưa đá, thấy chưa? Phải đòi mũ bảo hiểm không, không dám đùa được. Thằng em phải đòi mũ bảo hiểm. Ồ, oh, dân của nhà này. Thấy chưa? Mưa đá dân của nhà này. Đây, vài đá tủ lạnh thôi nha. Cái này. Mà cô là... chú ơi là chú. Không biết là cái điều gì đang diễn ra đây. Đây. Này có những cục rất là to nhưng không dám ra ngoài xem. Có cái vòng bên trong nè. Giống y chang là vỏ vỏ ốc gì đó. Nó có cái vòng giống như là đó, viên mưa đá này mọi người. Thấy chưa, viên mưa đá này. Đây là lần đầu tiên trong đời chứng kiến mưa đá cho nên là cũng rất là ngạc nhiên và lo sợ. Không biết tìm báo gì đây. Đó. Nó không dám mở cửa sắt này, nó mưa nó văng vô nhà này. Thằng em cũng hàng xóm và nhà của Hiển và hàng xóm và thằng em ruột cũng rất là hoang mang, rất là sợ, không biết điều gì xảy ra tiếp theo đây. Mưa nó dòng mấy to nó giăng vào nhà rất là nhiều, ướt nhà hết không.
quận 9 mưa rất lớn. Đó, nhà hàng sớm cũng rất là ngạc nhiên này ha. Cũng lấy máy quay ra quay. Điểm báo, điểm báo. Nó tăng hết rồi.